Wow, view đẹp quá anh chị ơi, đẹp quá đẹp luôn. À, view sông đẹp quá đi. Và xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm nhà đó, chuyên bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha. Tầm tiền 1 tỷ 5, hơn 1 tỷ 5 thôi, một xíu thôi anh chị ơi, mà anh chị muốn tìm một căn nhà hoặc là một cái gì đó để mình nghỉ dưỡng cũng như là mình ngắm cái view này. Đó. Ngắm view này chỉ có 1 tỷ 550 triệu thôi anh chị ơi. Đó. Và vị trí em đang đứng đây là nằm tại khu vực Phước Long của thành phố Nha Trang nha. Đó, hôm nay là em đang review cho anh chị cô chú xem một cái căn hộ CT1 Luxury nằm tại phường Phước Long của thành phố Nha Trang nha. Con đường này là đường vành đai 2 nè. Đó, từ vị trí này mình kết nối lên trung tâm thành phố Nha Trang mất 10 phút di chuyển thôi nha. Thì cái hướng đây là cái hướng ban công nè. Đây là vị trí em đang đứng ban công, thì đây là hướng tây nè anh chị. Hướng tây hơi lệch nam một xíu nha. Thì thời tiết này em đang quay lúc 12 giờ trưa nha anh chị, 12 giờ trưa nha. Đó. Thì hướng này thì nó cũng khá là nắng, nhưng mà buổi tối á, được một cái là chúng ta sẽ có một cái view sông như thế này, rất là mát mẻ luôn. Đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ đi khám phá xem với cái căn hộ này 1 tỷ 550 triệu thì sẽ có những gì nha. Đây là cái không gian từ vị trí ban công nè, bước vào không gian phòng khách nè. À, tất cả những cái nội thất này là còn mới luôn, chưa hề qua sử dụng nha anh chị nha. Rất là thông minh. Đây là cái cửa khóa thông minh nè, cửa khóa tự thông minh nè. Ở bên ngoài nếu mình có khách đến nhà chơi, họ sẽ bấm cái điện thoại này và mình sẽ đứng ở trong đây, mình coi được cái ở bên ngoài luôn đó, cũng như gọi điện thoại nè anh chị. Đó, rất là thông minh và hiện đại nha. Bên đây là có cái hệ thống tủ nè, tất cả những cái nội thất này chủ sẽ để lại cho cô chú anh chị tất cả luôn, với tầm tiền là 1 tỷ 550 triệu thôi anh chị ạ. À. Và căn hộ này hiện tại là đang có cái diện tích là 43,11 mét vuông nha anh chị nha. Không gian này phòng khách nè. Và những cái nội thất này là loanh quanh tầm 60 triệu nha anh chị. 60 triệu thì chủ sẽ để lại cho anh chị luôn, chưa hề bóc tem nha anh chị nha, chưa hề bóc tem luôn. Trần thạch cao nè, máy lạnh nè của chủ đầu tư mới bàn giao lại cho anh luôn, nhưng mà có một số vấn đề nên anh không ở nha anh chị. Anh mua sẵn nội thất rồi, chuẩn bị định vô ở rồi, nhưng mà vì có một số việc nên anh sẽ không ở căn này, và quyết định bán đi với tầm tiền là 1 tỷ 550 triệu thôi, bao mọi chi phí sang tên cho cô chú chị luôn. Không gian này thì chúng ta đang có một phòng ngủ để mà ở đây đó, mình ngắm được view sông nè anh chị, cửa sổ nè rất là đẹp nha anh chị nha, rất là đẹp luôn đấy. Cô chú anh chị cứ ở lại xem video đi, và tí nữa em sẽ đi xung quanh cũng như là cái căn hộ này, cái về cái phòng cháy chữa cháy và tất cả cái tiện ích ở xung quanh này sẽ có những gì cho cô chú anh chị xem nha. Đây là hệ thống là ổ cắm điện Schneider, thì em cũng có làm bên điện á. Hệ thống ổ cắm điện Schneider thì rất là chất lượng nha anh chị nha, rất là xịn sò luôn. Và những cái mẫu mã thiết kế đây của chủ đầu tư VCN là mới nhất luôn, là mới nhất hiện đại nhất cho cô chú anh chị luôn, có không phải những cái chung cư căn hộ lâu đời nha anh chị nha. Không gian này là không gian phòng khu vực bếp ăn này, để và bếp ăn này nó kết nối sẵn luôn xung quanh ở phòng khách này luôn, và mình nấu ăn rửa chén bát ngay đây nó cũng dễ dàng và thuận tiện nha. Và cũng có chừa sẵn những cái nội thất để mình lắp tủ lạnh nè, và anh cũng đã mua nội thất tủ lạnh cho anh chị rồi, chị chỉ cần là mua về là chủ sẽ kêu những anh thợ thi công tới thi công free cho mình luôn, không có tốn chi phí gì cả nha. Và đối diện cái nhà căn hộ này thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh, tất cả những nội thất còn mới luôn, và đóng đá đụng trần nha anh chị nha. Đây là rất cực kỳ thông minh luôn nha. À, hiện tại như cái gương này theo em được biết là gương này có đèn nha, nhưng mà em lắp em bấm như nó không có đèn nè anh chị đó. Về tất cả những cái nội thất này đầy đủ đây, xung quanh gạch men đóng rất là mới luôn nha, đó, rất là chắc chắn luôn nha. Cửa thì cửa chống cháy luôn đó, cửa chống cháy luôn nè đó. Nội thất gỗ rất là hiện đại nha anh chị nha. Đó, tầm tiền thì 1 tỷ 550 triệu thôi để anh chị mua một căn hộ như thế này để sinh sống tại thành phố Nha Trang thì cũng là khá là lý tưởng nha anh chị nha. Đó, khá là lý tưởng luôn đó. Nhờ, tuy là hướng tây hơi lệch nam một xíu thì ai cũng nhìn vô là hướng này rất là nắng, nhưng mà nói đi nói lại thì nói tốt á, thì căn này thì buổi tối mình ngắm view rất là đẹp nha anh chị, view rất là đẹp, rất là mát mẻ luôn đó. Gió sông này mình thấy view sông này mình không bị chán tầm nhìn nha anh chị, không bị chán tầm nhìn nha. Tầm 1 tỷ 550 triệu thôi anh chị đó. Rồi thì đây là những cái công năng bên trong cho căn hộ này. Rồi bây giờ em sẽ đi ra xung quanh cho cô chú anh chị từ vị trí căn hộ này mình kết nối ra thang máy như thế nào nha anh chị nha. Đó.
không gian này mình đi ra bên ngoài nè, đó bên đây phòng cháy chữa cháy đầy đủ cho anh chị luôn. Thì căn mình nó cũng gần cái không gian khu vực đóng này, để cho mà khi mà buổi tối anh chị có con nhỏ mình ra đây mình chơi cũng dễ thuận tiện và kiểm soát nha. Đó, căn hộ của mình đây nha, và có cái số phòng là 615 nha, nằm ở tầng 6 nha anh chị nha. Đó, đây diện tích là 43,11 m2 nha anh chị nha. Đó, thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một không gian thang máy ở đây luôn, cũng dễ thuận tiện nha anh chị. Từ đây mình đi ra thang máy luôn này, rồi mình bấm xuống rồi mình đi thôi, mình di chuyển thôi anh chị ạ. Đó, đây có đây phòng cháy chữa cháy này. Còn nếu như mà anh chị nấu ăn nấu uống xong mà có rác, mình đi dục mình không cần phải đi xuống dưới luôn, mình đi qua bên hông này luôn này anh chị. Đó, phòng cháy chữa cháy rất là chuẩn chỉnh nha, rất yên tâm nha anh chị nha. Đây, cửa chống cháy này, đó, thang thoát hiểm này, rồi bên đây có rác này, đó anh chị, đó, đầy đủ nha. Rồi không gian này thì là thang máy này, mình có 3 cái thang máy luôn, nên cái việc di chuyển nó cũng rất là thuận tiện nha anh chị nha. Đó, rồi thì bây giờ anh sẽ đi xuống thang máy cho cô chú anh chị mình xem thử chi tiết nha. Đó, đang đứng chờ luôn này, đứng chờ đi xuống luôn nè anh chị. Đó, tổng quan thì ở đây thì em thấy là rất là xịn sò nha, chắc chắn nha, mình ở tầng 6 nha anh chị nha. Đấy, rồi lên tầng 6 rồi đây. Đó, rồi bây giờ em sẽ đi vô khám phá luôn cái thang máy này cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, thang máy này rất là thông minh nha anh chị. À, khi mà anh chị đi lên đi xuống, hiện tại là chủ đầu tư mới bàn giao nên về dân cư, hoặc độ dân cư ở đây thì mới vô ở, chưa vô ở nhiều lắm đó. Và mai mốt thì chúng ta sẽ đi vào đây quét mã, chúng ta mới được đi lên thang máy nha anh chị nha. Thang máy của Hyundai này chạy rất là êm ru nha anh chị nha, rất là êm luôn, và nó cũng khá là nhỏ gọn mà thì rất là hiện đại luôn. Đó, đây là không gian mà đi vào bên trong thang máy nè, ở dưới tầng trệt nè anh chị. Đó, dưới tầng trệt đây. Đó, khi mà mình đi vào bên trong căn hộ này á, thì chúng ta trước tiên thì phải quay cái lớp kính này, và chúng ta sẽ quét một cái mã bảo vệ như thế này nha anh chị nha. Quét mã như này rồi chúng ta mới được đi vô, thì cửa này nó mới mở ra nha anh chị nha. Đó, hiện tại thì chủ đầu tư mới bàn giao nên chưa có hoạt động cái này nha. Khi mà dân cư bắt đầu ở vô đông đúc rồi thì chủ đầu tư sẽ bắt đầu làm về cái vấn đề an ninh nha anh chị nha. Chúng ta phải quay tới 3 cái lớp cửa nha anh chị. Khu vực này thì là sảnh đón chờ khách, khi mà cô chú anh chị có bạn bè hay gia đình mình đến chơi thì họ sẽ ngồi đây chờ chúng ta nha, chứ không phải đứng ở ngoài đường chờ nha anh chị. Đó, nên đây là có một sự ưu ái của chủ đầu tư VCN này, mang đến những điều bạn muốn nè. Đó, rất là chuẩn chỉnh nha. Đấy, không gian ở ngoài trước đây thì chủ đầu tư làm rất là xịn sò. Đó, bố trí rất là hiện đại nhất cho cô chú anh chị luôn, và cũng như là có bảo vệ an ninh ở đây nè, bảo vệ đàng hoàng nha anh chị. Đấy, và hiện tại là em đang xuống dưới tầng trệt nè, thì phía dưới tầng trệt này chúng ta đang có gọi là rất là mát mẻ luôn. Xung quanh đây là có những cái căn nhà shop house như thế này, đó, đang chuẩn bị vào kinh doanh rồi, họ cũng đã thiết kế setup xong đây về những ngày đây đó, đang setup rồi đó. Và mai mốt thì chúng ta sẽ được sử dụng những cái tiện ích như dưới đây, cũng như là chúng ta mua bán ăn uống gì đó dưới đây cũng rất là thuận tiện nha anh chị nha, rất là thuận tiện luôn. Đấy, bây giờ đây là cái đường vành đai 2 nè, kết nối rất là thuận tiện nha. Đó, view xong là rất là mát mẻ. Tầm 11-12 giờ trưa rồi em đang review thì cũng khá là tốt nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ đi xung quanh một phòng nữa cho cô chú anh chị xem luôn nha. Đấy, lên bên ngoài mà đóng tròn là cao luôn nè. Mình chạy xe ô tô mình để ở dưới đây. Đó, bãi xe ô tô để sau đây nha anh chị nha. Đấy, với cái căn hộ này thì nếu như cô chú anh chị đang có tầm tiền mặt 1.550.000.000 thôi, dành cho vợ chồng trẻ mới cưới nè, rất thích ở căn hộ, thì đây là một căn hộ một phòng ngủ cũng khá là tốt nha anh chị nha. Có dân cư ở rồi nên anh chị cứ yên tâm nha. Đó, đây. Đó, tổng quan đây thì phòng cháy chữa cháy rất đầy đủ luôn, và rất là mát mẻ luôn nha anh chị nha, rất là mát mẻ luôn nha. Đó, đây là bên đây là những cái tòa nhà chung cư SH07-08-09 nè. Đó, thì bên đây nó cũng bán tầm 1.5 tỷ rồi, nhưng mà hiện tại ở đây thì vẫn chưa được cấp sổ nha anh chị nha. Nhưng cái pháp lý của cái căn hộ mà em mới review cho anh chị á, hiện tại là của chủ đầu tư VCN, thì em nói thật luôn, VCN là một trong những chủ đầu tư uy tín nhất tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa nha. Khi mà bắt đầu họ bàn giao xong xuôi hết rồi,
là họ sẽ bắt đầu ra sổ hết một lượt luôn nha anh chị, ra sổ hết một lượt luôn chứ không phải ra từng căn nha anh chị nha, rất là phức tạp. Vì VCN chủ đầu tư rất là mạnh nên là cái việc ra sổ là chuyện bình thường rồi, họ chắc chắn phải ra sổ rồi. Nếu như anh chị không tin đó, cứ gặp em sẽ dẫn cho anh chị lên gặp chủ đầu tư VCN, biết được xung quanh dân cư này ai cũng mua VCN hết anh chị rồi đó. Rồi dạ rồi, thì tổng quan cũng đã review chi tiết về cái căn hộ VCN hôm nay cho cô chú anh chị xem rồi. Nếu như cô chú anh chị đang quan tâm về cái căn hộ này với tầm tiền là 1 tỷ 550 triệu thôi nha, giá này là vẫn còn thương lượng nha anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại kem Lâm để trên màn hình nha. Và đừng quên là cuối video tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh nha. Rồi cô chú anh chị nào đang có bất động sản tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang cần mua bán thì hãy gửi cho em đi, em sẽ hỗ trợ mua bán giúp cho cô chú anh chị nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị ạ.